Vâng, chuyển sang những thông tin khác. Hai ngày qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn cộng với nước lũ tại thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập sâu. Ghi nhận của phóng viên Vân Giang trong tối ngày hôm qua. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào thời điểm này thì nước đang ngập khoảng từ 40 đến 50 cm và kéo dài một đoạn khoảng 200 m. Điểm quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì thì cứ mỗi lần mưa to đều xảy ra ngập cục bộ. Chính vì vậy mà lực lượng cảnh sát giao thông thì đã túc trực tại điểm ngập này từ sớm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Hiện nay thì lực lượng chức năng đã tạm dừng các phương tiện lưu thông qua cái điểm ngập lụt tại xã Lộc Trì. Chúng tôi phối hợp với trạm cảnh sát giao thông hướng dẫn cho các cái tài xế quay ngược lại để đi cái tuyến đường cao tốc La Sơn để đảm bảo an toàn. Mưa với cường suất lớn thì đã làm nước lũ dâng cao, nên hơn 1.500 hộ dân ở một số xã của huyện Phú Lộc và thị trấn Khe Tre của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bị ngập. Ở một số tuyến đường dân sinh thì nước ngập khoảng từ 60 đến 70 cm và nhiều nhà dân thì nước đã tràn vào nhà khoảng 20 cm rồi và đang tiếp tục dâng lên. Nếu mưa tiếp tục lớn như thế này thì chính quyền địa phương sẽ có cái biện pháp đó là di dời dân tại chỗ, tức là những người dân ở nhà thấp thì sẽ để những ngôi nhà cao hơn cũng ở gần đó để đảm bảo an toàn.